cá ngừ, rau cải chip, củ cải, cà chua, cơm trắng. Các mẹ có tin không, tất cả trẻ con sẽ đến một giai đoạn nó kén ăn, kể cả những món trước đây mà con rất thích, thậm chí ngay cả những món mới bé cũng dè chừng. Nhiều bé kỹ tính phải nếm thử trước, ngon thì mới ăn, và em Tôm nhà mình cũng không ngoại lệ. Trải qua rất nhiều đợt biếng ăn cùng con, và mình nhận ra rằng biếng ăn ở trẻ là chuyện hết sức bình thường. Mình không kỳ vọng, không thúc ép con, vì mình biết qua giai đoạn con sẽ lại ăn ngoan trở lại. Như bữa ăn hôm nay cũng vậy, khay cơm gần như con bỏ nguyên, mặc dù đây toàn là những món trước đây con rất thích. Và nếu như mình của trước đây, mình sẽ như phát điên phát rồ, thậm chí sẽ ép con ăn vài miếng cho có chất. Còn bây giờ, nếu như không muốn ăn, mình sẽ dừng bữa, thay vào đó mình sẽ cho con ăn đơn giản một chút, như ăn cơm trắng cùng với rắc cơm Dr. Nem là một trong những món ăn chống cháy cho những ngày mà em Tôm biếng ăn. Mình chọn rắc cơm Dr. Nem vì được chế biến hoàn toàn từ rau củ thịt cá tươi và được sấy bằng công nghệ chân không nên vừa giữ chọn được dưỡng chất mà ăn rất ngon, lại không có mì chính, bột ngọt phụ gia gì hết. Nên mình cũng rất là yên tâm, bé trên 1 tuổi là có thể sử dụng được rồi. Bé nào mà lười ăn cơm, kén cá thịt thì các mẹ có thể tham khảo em này để đổi bữa cho con nha. Trộn cùng với cơm hoặc rắc lên cháo ăn cuốn lắm, mà đang có khuyến mãi thêm 2 vị mới, tổng một hộp 5 vị rắc cơm tặng một gói bột nêm rau củ không mì chính mà chưa tới 200 cành, chỉ áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nên các mẹ có thể tham khảo trong giỏ hàng của mình nha.